Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2023 và kỷ niệm 110 năm hình thành và phát triển lễ hội, 10 năm được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã được tổ chức sáng nay tại thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Lễ hội kéo dài đến ngày 30 tháng 9 với rất nhiều hoạt động. Từ sáng sớm, các cấp lãnh đạo và người dân huyện Cần Giờ đã tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sát. Trong giây phút thiêng liêng, đại biểu đã tưởng nhớ công ơn các bậc tiền nhân đã có công khai quang mở cõi, thắp nén hương thơm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ anh dũng hy sinh vì hòa bình độc lập tự do của dân tộc. Tiếp đó, tại công viên thị trấn Cần Thạnh đã diễn ra lễ thượng đại kỳ, khai mạc lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách. Lễ hội Nghinh Ông hay tục thờ cúng cá ông, tức cá voi, đã được lưu truyền lâu đời trong đời sống văn hóa tinh thần của ngư dân huyện Cần Giờ, cầu nguyện bình an khi ra biển, đánh bắt bội thu và ước mong một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.